Hello, xin chào anh nha, tại kênh Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly karaoke đến từ thương hiệu nội địa của Hàn Quốc là Boston Audio. Và con này sẽ có cái model là PA1300. Dòng này dòng sản phẩm mà ở khu vực giá bình dân anh em. Cái này là hàng đời cửa vợ thôi, nhưng mà bền trước cũng còn rất là mới, trên 90%. Trên mặt trước dòng sản phẩm này, cái nút chức năng phải nói là rất là đơn giản anh em, vì nó sẽ in bằng phông chữ của tiếng Anh nên rất là dễ dàng để cho anh em điều chỉnh, bao gồm là chúng ta là tại volume tổng nha anh em. Còn bên đây là cái nút chức năng master channel để điều chỉnh về giải bass, giải mid và giải treble tổng nha anh em. Còn hàng này là để điều chỉnh về phần micro nha anh em. Còn bên đây là để điều chỉnh về phần echo, là độ vang nhại. Và đây là phần để điều chỉnh về music, phần nghe nhạc nha anh em. Đây, sau dòng sản phẩm này Boston Audio PA1300. Con này anh em sẽ thấy là cái cổng kết nối của nó trang bị rất là đầy đủ nha anh em. Pin boost music là phần để mà anh em biết tín hiệu nghe nhạc. Ngoài ra thì nó sẽ có hầu chữ U để cho anh em thể mà chơi con này như một cái bao hoặc một cái pre nha anh em. Còn bên đây là các chạp loa của sản phẩm này. Này sẽ trang bị cho hệ thống là 8 chạp loa nha anh em. Anh em phải mà chơi cùng một lúc 2 cặp, anh em chơi 2 cặp full 30 đổi lại nó sẽ cho sức âm hay nhất. Còn anh em chơi 1 cặp full 40 cũng có ok nha anh em. Con này anh em sẽ thấy là nó sẽ có 2 dòng điện nha anh em, chơi 110 hoặc 220. Và hiện tại mình đang để là 220V nha anh em. Còn bên dưới giờ tem nó vẫn may. Đây, mua đồ PA1300. Con này sẽ xài 2 dòng điện, công suất của nó là 480W. Công suất người đánh giá nó rất là cao cho anh em, rất thoải mái để cho anh em ở mặt phố ghép loa. Hàng chính hãng ở Made in Korea nha anh em. Và dòng sản phẩm này là những dòng sản phẩm mình bán thì bao nhiêu tuyệt đối cho anh em yên tâm. Con này mình đánh giá rất là cao về cấu hình, công suất nó đến tận 480W nha anh em. Cho anh em chơi với những cặp loa khủng, cặp loa lớn, những cặp loa mà ăn nhiều công suất thì này phải đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của anh em. Còn về nội thất bên trong của Boston Audio PA1300 thì đã trang bị tăng một tăng phô rất là lớn, để tổng cộng là 4 sò thang nha anh em. Bộ nội thất thì mình đánh giá về hình thức rất là mới đẹp khen, hàng mình bán bao chim cho anh em chơi yên tâm. Và giá mình để lại cho anh em cực kỳ tốt, chỉ với 3.500.000 đồng. Nếu anh em muốn mua, anh em liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ chính nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test thích âm, mời anh em. Tình sớm nở chiều.
chất âm của này. Em test với cặp loa full 40 của Yamaha nha anh em. Này cũng đánh ra được hết chất âm cặp loa này. Cái này chơi với những cặp loa bass 40 đã vẫn rất ok và dư sức cho anh em. Bass chết tung suối xả này mà đập bình thịt nghe rất là hay. Và eco này mà đánh giá cũng rất là cao nhưng mà vang nhại nó phù hợp với chủ yếu người Việt Nam. Anh em chơi hát lên tông giải thích ngay. Rồi em đánh giá sao về tổng quan dòng sản phẩm này để đặt bình luận bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em sẽ những video tới. Bye.